Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải lận đận vẫn cố theo đuổi nghề, từng bỏ nghệ thuật đi làm tài xế. Lông bông khắp nơi này đã có cơ ngơi biệt thự lớn, siêu xe mô tô, sự hợp tiền tỷ có đủ. Tiện thì lâu quá chẳng đụng đến cái xe yêu quý. Tôi lấy ra làm vài vòng cho máy nó đỡ hỏng. Gia đình hạnh phúc với 4 người con, ngưỡng mộ bà xã vì quá đảm. Còn này bên anh hôm nay đấy, 4 người con, dạ. Và chăm con rất là giỏi. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng quê gốc bố anh là người Đà Nẵng. Được khán giả nhớ đến với vai Trung úy Trần Minh trong bộ phim dài tập Cảnh sát hình sự và Hải trong Đường đời. Dù được khán giả yêu mến là thế nhưng thời điểm đó các series diễn không đủ để trang trải cuộc sống, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải đã quyết định tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để đi làm lái xe đường dài. Mãi sau này dần ổn định, nam diễn viên mới quay trở lại đóng phim vì nghĩ rằng diễn viên không phải nghề mà là nghiệp đối với mình nên phải theo đến suốt đời. Thời gian gần đây, nam nghệ sĩ liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn cả chính diện lẫn phản diện. Lối diễn xuất của một cây đa cây đề luôn được khán giả yêu mến. Cát xê cao cùng với công việc kinh doanh, nghệ sĩ Hoàng Hải đã có nguồn thu nhập khủng, xây một căn biệt thự lớn tại Đà Nẵng, mua xứ hộp, theo đuổi những sở thích, đam mê riêng. Không gian sống của nam diễn viên và gia đình vô cùng bề thế. Qua những hình ảnh, video được nam nghệ sĩ chia sẻ, có thể thấy căn biệt thự nằm ngay ở mặt phố, được bao quanh là cổng sắt an toàn. Bên trong là khu vườn nhỏ xanh mướt, nội thất hiện đại với tông màu xám là chủ đạo. Chỉ ngắm qua vài góc cũng có thể đoán nơi này đáng giá hàng chục tỷ và rất tiện nghi. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, nghệ sĩ Hoàng Hải có tổ ấm hạnh phúc viên mãn với một vợ 4 người con. Hoàng Hải luôn biết ơn vợ, còn gọi bà xã là người phụ nữ anh hùng, lo chu toàn cho gia đình, làm hậu phương vững chắc cho chồng cống hiến những vai diễn hay. Kể từ khi ổn định kinh tế, con cái đã lớn, Hoàng Hải chăm lo cho vợ nhiều hơn, đưa bà xã đi du lịch đó đây để hâm nóng tình cảm. Ở độ tuổi U60, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải vẫn phong độ, không ngại hóa thân thành nhiều dạng vai, được đông đảo khán giả ngưỡng mộ.